Hello mọi người, trên tay mình đang là chiếc ống kính mới nhất và đỉnh nhất của Canon hiện tại. Chiếc ống kính zoom tele có giả tiêu cự từ 100mm đến 300mm với khẩu độ là f/2.8 cho toàn giả tiêu cự luôn. Thì trong cái hộp mình nhận được, nó sẽ gồm một cái cáp bảo vệ đằng trước, một cái cáp bảo vệ đằng sau, cái hút che chắn và bảo vệ phần đầu của ống kính. Nhân vật chính là chiếc ống kính. Rồi, bên cạnh đó là mình còn nhận được một cái túi bảo vệ ống kính to và chắc chắn như thế này đây ha. Đó, khi đi đâu xa thì người dùng có thể bỏ vô cái túi như vậy và mang theo. Tiện lợi, an toàn. Về phần thiết kế thì mọi người sẽ thấy là nó khá là to và dài. So sánh với cái em mình đang cầm trên đây là 100-500 đi, thì mọi người sẽ thấy là cái sự chênh lệch rất nhiều về mặt kích thước. Với thiết kế to và dài này, cùng với cái giải tiêu cự như thế này, khẩu độ lớn 2.8 cho toàn giải mà nó chỉ nặng cỡ 2,6kg thôi. Với những anh chị và mọi người nào mà đang xài, thường xuyên xài ống kính tele phục vụ cho công việc của mình mà có kích thước như thế này nè, thì mọi người sẽ thích nghe cái điểm này là nó rất là nhẹ. Ống kính này sinh ra để phục vụ cho những người làm việc chuyên nghiệp trong những môi trường ứng biến nhanh, khí hậu khắc nghiệt, cho nên là nó có khả năng chống bụi, chống nước rất là hiệu quả. Nè, mọi người thấy là đa phần chiếc ống kính này được sơn một lớp sơn màu trắng, nó ít hấp thụ nhiệt hơn là một và nó được phủ thêm một cái lớp cách nhiệt nữa. Đó, cho nên nó là một cái người bạn đồng hành an tâm cho những cái nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đây là chiếc ống kính đầu bảng cho nên gần như nó sở hữu tất cả những gì tinh túy nhất của hãng Canon hiện tại. Nè, từ chất lượng quang học cho đến khả năng lấy nét cực kỳ nhanh và cực kỳ yên tĩnh. Đó, người dùng hoàn toàn có thể an tâm để sử dụng chiếc ống kính này cho công việc của mình. Rồi về thêm là xung quanh chiếc ống kính này, ở phần đầu là hãng trang bị thêm 4 cái nút tính năng. Người dùng có thể tùy ý chỉnh và gán những cái nút này theo cái mục đích sử dụng của riêng mình. Rồi, ở bên phần này là chúng ta sẽ có thêm một cái dải nút tắt mở những cái tính năng của ống kính hoặc là điều chỉnh. Đó, mà cái mình thích nhất á là cái tắt mở tính năng chống rung. Bản thân chiếc ống kính này nó có chống rung tự thân nó là 5,5 stop. Rồi, đây là một cái giá đỡ ha. Mọi người có thể thấy nó có thể mở đây và gạt lên gạt xuống được. Nếu mọi người để không như vậy á thì nó cũng là một cái tripod. Đó, mọi người thấy không? Như mình vừa nói hồi nãy là chiếc ống kính này có khẩu độ 2.8 rất là lớn trên toàn giả tiêu cự. Cái đặc điểm này nó hỗ trợ cho người dùng rất lớn ở ba cái ý sau. Ý thứ nhất là nó giúp cho người dùng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn. Ý thứ hai là nó sẽ có tạo hiệu ứng xóa phông này, làm mịn background, rồi bokeh to tròn đẹp hơn, cô lập cái chủ thể với background tốt hơn, nổi bật hơn. Cái ý thứ ba là cái ý mình thích nhất khi mình chụp hình, đó là khi mình xài với ống zoom á, là cái khẩu độ duy nhất. Nếu mà cái ống kính zoom nó có hai khẩu thì khi mình điều chỉnh cái tiêu cự mình chụp á thì nó sẽ chạy khẩu, nó sẽ khiến mình khó khăn trong cái việc mà điều khiển cái lượng ánh sáng đi vào ống kính. Đó, thì với một khẩu như vậy á thì người dùng chỉ cần đo sáng tại cái môi trường đó một lần rồi cứ thế chụp và điều chỉnh cái tiêu cự này theo cái nội dung mà mình muốn chụp. Nếu có điều chỉnh khẩu thì cũng rất là tiện lợi, bù trừ trong cái tam giác phơi sáng là xong rất là nhanh. Nó tiện lợi hơn rất nhiều so với một cái lens zoom có hai khẩu. Rồi ha, trên là những gì mà mình muốn nói về chiếc ống kính này trong lần trải nghiệm đầu tiên. Đó, theo mình được biết á thì giá của chiếc ống kính này ở toàn cầu là 10.000 đô nhưng mà chưa có giá công bố chính thức ở Việt Nam. Đấy, thì mình xin chân thành cảm ơn Lê Quốc Minh đã tạo điều kiện cho mình để trên tay chiếc ống kính này. Mình cực kỳ là vinh hạnh và rất là vui sướng cầm trên một siêu phẩm. Đó, thì cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những clip sau.